Thưa quý vị, để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, nhất là trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại, mà nhất là nguồn xuất nhập cảnh trái phép, tỉnh Long An đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ghi nhận của các phóng viên thời sự. Những ngày gần đây, khi thông tin về dịch bệnh ở các quốc gia láng giềng trở nên phức tạp, khó lường, tỉnh Long An đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt với tinh thần tiếp tục tăng cường cảnh giác nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. Theo đó, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới luôn trong tư thế cảnh giác cao độ, căng mình bám trụ tại các chốt chặn, kiểm soát chặt 134 km đường biên giới nhằm thiết lập lá chắn, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh bùng phát. Đồng hành cùng với các lực lượng trên tuyến biên giới là sự đóng góp to lớn của quần chúng nhân dân. Mỗi người dân đã thực sự trở thành những cột mốc sống, là tai mắt của bộ đội biên phòng, đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị, cùng lực lượng biên phòng phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép. Trong thời gian vừa qua thì đơn vị đã cho các hộ dân đăng ký cam kết phòng chống dịch bệnh cũng như là tố giác tội phạm và tố giác các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới. Qua cái triển khai công tác tuyên truyền này thì nhìn chung là ý thức của người dân rất là được nâng cao. Quần chúng nhân dân cung cấp những cái tin rất là giá trị và cùng với chúng tôi là đấu tranh bắt giữ những cái đối tượng có cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, Long An đã hoàn thiện các phương án sẵn sàng ứng phó mọi tình huống của dịch, xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 11 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, rà soát, kích hoạt lại hoạt động các khu cách ly tập trung theo thứ tự ưu tiên. Nếu cần thiết sẽ thành lập các khu cách ly tập trung mới, đảm bảo cách ly tập trung, đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh. Hiện người dân cả nước nói chung, Long An nói riêng đang bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày. Nhu cầu di chuyển, vui chơi, du lịch tăng cao nên nguy cơ lây bệnh rất lớn nếu có ca bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, Long An đặc biệt chú trọng tuyên truyền, kêu gọi người dân nâng cao nhận thức phòng dịch, không nên tập trung đông người, tuân thủ thông điệp 5K trong phòng chống dịch, đồng thời nhắc nhở xử phạt người dân không mang khẩu trang nơi công cộng. Tôi đeo khẩu trang thì cũng để là phòng chống dịch, để bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là bảo vệ cho cộng đồng. Vì lúc này thì dịch đang bùng phát, nên thành ra còn đi du lịch thì mình cũng hạn chế hoặc những chỗ tụ tập đông người. Long An quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 từ sớm, từ xa và phòng chống dịch một cách triệt để, hiệu quả, bảo đảm cuộc sống an toàn cho nhân dân, xem là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà.